Dạ, kính thưa quý thầy cô trong chủ tọa đoàn, kính thưa quý vị đại biểu. Sau đây em xin được trình bày một nghiên cứu được thực hiện tại khoa nội hô hấp của Bệnh viện Thống Nhất. Đó là nghiên cứu về vai trò của sinh thiết phổi dưới hướng dẫn của CT scan trong chẩn đoán bệnh lý u phổi ngoại biên. Thì như chúng ta đã biết, tổn thương phổi dạng u là tổn thương thường gặp trong thực hành lâm sàng hô hấp. Và đặc biệt là tổn thương ngoại biên, các chẩn đoán chúng ta có thể gặp đó là một là ung thư phế quản. Thì đây là một bệnh lý cần phải chẩn đoán và điều trị sớm, tại vì giúp để cải thiện tiên lượng cho bệnh nhân. Thứ hai là chẩn đoán lao phổi, thì cái bệnh lý này cũng thường gặp trong thực hành hô hấp. Các phương tiện dùng để chẩn đoán một tổn thương u bao gồm thăm khám lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, nội soi phế quản ống mềm. Tuy nhiên, mô bệnh học vẫn là một tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán bệnh lý u phổi, bệnh lý u nói chung và u phổi nói riêng. Như vậy chúng ta có thể lấy mô bệnh học bằng những cách nào? Thứ nhất là thông qua nội soi phế quản ống mềm bằng cách là sinh thiết xuyên phế quản mù hoặc là sinh thiết xuyên vãng bằng hướng dẫn của X quang. Thứ hai là sinh thiết phổi dưới hướng dẫn của siêu âm. Thì biện pháp này nó có cái giá trị chẩn đoán cũng cao, tuy nhiên nó chỉ thực hiện được ở những cái khối u mà nó sát với màng phổi. Và biện pháp của chúng tôi nghiên cứu là sinh thiết phổi dưới hướng dẫn của CT. Biện pháp này được thực hiện đầu tiên vào năm 1981 bởi Gomien. Thì nó có thể lấy những bệnh phẩm ở những vùng sâu hơn, những vùng khó tiếp cận mà các cái kỹ thuật khác nó không tiếp cận được. Mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi là xác định giá trị của sinh thiết phổi trong chẩn đoán bệnh lý u phổi ngoại biên, đặc biệt là chẩn đoán ung thư phế quản, và thứ hai là đánh giá tính an toàn của kỹ thuật này. Đối tượng nghiên cứu của chúng tôi là 137 bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu sẽ được sinh thiết phổi dưới hướng dẫn của CT tại Bệnh viện Thống Nhất từ tháng 6 năm 2017 tới tháng 6 năm 2018. Đây là một nghiên cứu mô tả cắt ngang. Các chứng chỉ định của cái sinh thiết u dưới hướng dẫn của CT bao gồm rối loạn đông máu, bệnh nhân có cái đợt nặng của đợt cấp CVD hoặc là hen phế quản chưa kiểm soát, hoặc là những cái tình trạng có nhiều kén khí lớn ở phổi, bệnh nhân ho ra máu, siêu hô hấp, bệnh nhân tổn thương ở sâu, và đặc biệt một cái mà thường gặp nhất là bệnh nhân không hợp tác, tại vì kỹ thuật này đòi hỏi bệnh nhân hợp tác rất là cao. Các bước thực hiện của chúng tôi, khi bệnh nhân có một cái tổn thương dạng u ở phổi thì đầu tiên bệnh nhân sẽ được xét nghiệm đàm để loại trừ chẩn đoán lao, tiếp tục là được nội soi phế quản ống mềm để làm áp bê đàm lại một lần nữa, đồng thời nếu phát hiện tổn thương có thể là sinh thiết xuyên phế quản mù thông qua nội soi phế quản ống mềm. Khi hai biện pháp này không có đưa ra được chẩn đoán, chúng tôi sẽ tiến hành sinh thiết phổi dưới hướng dẫn của CT. Và cuối cùng, khi tất cả các biện pháp này không đưa ra được chẩn đoán thì chúng tôi sẽ sử dụng những biện pháp sâu hơn như là nội soi mở ngực để sinh thiết, hoặc là mổ mở ngực. Đồng thời bệnh nhân còn chỉ định điều trị ngoại khoa thì chúng tôi sẽ kết hợp luôn cái điều trị. Và đây là cái ekip sinh thiết của chúng tôi, là kim sinh thiết. Chúng tôi là bình thường lấy là khoảng trung bình là khoảng 4 mẫu. Về chẩn đoán ác tính, tức là mô bệnh học là ung thư, khi có nghi ngờ thì sẽ hội chẩn tiêu bản và làm thêm các khoa mô miễn dịch. Còn chẩn đoán lành tính thì bao gồm là mô bệnh lao hoặc là đáp ứng điều trị với lao. Thứ hai, tổn thương biến mất hay để lại di chứng nhưng mà không phải là ung thư. Thứ ba là kết quả mô học sau phẫu thuật là lành tính. Thì xử lý số liệu thì chúng tôi cũng sử dụng các cái bệnh án mẫu cũng như là các cái hình ảnh lưu lại và xử lý bằng SPSS. Về kết quả thì đặc điểm dân số nghiên cứu là trong 137 bệnh nhân được sinh thiết thì có là 89 bệnh nhân là nam, chiếm tỷ lệ 71.5%, và nữ là 28.5%, tỷ lệ nam trên nữ là 2,5 trên 1, tuổi trung bình là 66,6 tuổi. Thì đây là những cái đặc điểm dịch tễ học rất là đặc trưng của bệnh lý ung thư phổi, nó cũng tương đồng với một vài nghiên cứu được thực hiện ở trong nước ở đây. Về nhóm tuổi thì nhóm tuổi là từ 60 đến 79 tuổi là chiếm tỷ lệ cao nhất là 56,9%, nó cũng là phù hợp với dịch tễ ung thư phổi. Đồng thời đây là một cái đặc điểm của Bệnh viện Thống Nhất, là một trung tâm lão khoa của miền Nam. Về tổn thương phổi, chúng ta phân ra làm là tổn thương dạng nốt và tổn thương dạng u. Thì tổn thương dạng nốt chiếm khoảng 40% và tổn thương u là 60%. Thì cái định nghĩa là tôi lấy giới hạn là 3 cm, nếu mà bé hơn 3 là nốt, còn lớn hơn 3 là u. Đường kính trung bình là 4,12 cm, nhỏ nhất mà chúng ta thực hiện là 0,8 và lớn nhất là 11.5. Thì chúng tôi nghiên cứu thấy là kích thước tổn thương là một yếu tố nguy cơ độc lập của thất bại chẩn đoán. Cái kích thước càng nhỏ thì cái giá trị chẩn đoán của phương pháp này nó sẽ càng giảm xuống. Về vị trí tổn thương chủ yếu tập trung ở phổi phải chiếm khoảng 60%, trong khi phổi trái là chiếm khoảng 40%. Và một cái điểm thú vị là ở phổi trái thì tổn thương là chủ yếu tập trung chủ yếu thì dưới, trong khi phổi phải lại là thì trên. Và vị trí tổn thương cũng là một yếu tố nguy cơ độc lập của thất bại chẩn đoán. Chẳng hạn như là ở thùy trên thì có thể vướng mắc những cái cấu trúc
ở xung quanh của cái đỉnh phổi nó làm mình khó sinh thiết, trong khi ở thì dưới nó lại là do cái di động của nhịp hô hấp nên chúng ta sẽ khó lấy được cái mô mà chính xác. Đây là cái kết quả chẩn đoán mô học của sinh thiết, thì cái vùng này là vùng ác tính, những cái này chấn thương, cái này là tổn thương lành tính và cuối cùng là cái viêm không đặc hiệu. Và cụ thể chúng ta sẽ trình bày ở cái sơ đồ này thì tổn thương ác tính nó chiếm khoảng là 67.8% và giá trị chẩn đoán chung là 88.4%. Chúng ta thấy là có sự tương đồng với một vài nghiên cứu ở trong nước trong cái chẩn đoán tổn thương ác tính, nó dao động từ 88.8 cho tới là 77.4%. Rồi cái một vài trường hợp khó thì chúng tôi sẽ tiến hành là những cái biện pháp chuyên sâu hơn như là sinh thiết qua cái mở ngực, thì chúng tôi phát hiện được thêm là 3 trường hợp ung thư tế bào nhỏ và 5 trường hợp là mô viêm lao. Thì so sánh cái kết quả giữa cái biện pháp là sinh thiết dưới CT và cái chẩn đoán sau cùng, chúng tôi thấy là cái độ nhạy của chẩn đoán ác tính của chúng tôi là lên tới 95.9%. Thì nó tương đồng với vài nghiên cứu ở đây là dao động từ là khoảng 88 cho tới là 98%. Về biến chứng, hai biến chứng thường gặp nhất của sinh thiết phổi đó là tràn khí màng phổi và ho ra máu, thì cái tổng cái biến chứng chung của chúng tôi là khoảng 24.5%, trong đó tràn khí màng phổi lượng ít đó là 11.6%, có 2 trường hợp là phải dẫn lưu màng phổi. Về ho ra máu thì ho ra máu lượng ít, tức là chúng tôi thấy được tổn thương dạng kính mờ trên phim CT chụp lại là 8.4% và bệnh nhân ho ra máu trung bình là 3.2%, và có 74.2% là không có biến chứng. Như vậy thì chứng tỏ là đây là một cái kỹ thuật cũng tương đối an toàn. Liên quan đến biến chứng thì chúng tôi nghiên cứu cái đường kính tổn thương và độ dài kim để xem nó có liên quan gì tới biến chứng tràn khí màng phổi và chảy máu hay không. Thì chúng tôi thấy cái đường kính tổn thương càng nhỏ thì cái nguy cơ tràn khí màng phổi và chảy máu càng lớn. Tương tự như độ dài kim chúng tôi mà sinh thiết đâm vào, độ dài kim càng dài thì cái biến chứng tràn khí màng phổi và chảy máu nó sẽ càng cao, và những cái khác biệt này nó đều có ý nghĩa thống kê. Liên quan đến tràn khí màng phổi thì nghiên cứu của Nguyễn Hữu Lân chỉ ra nếu đường kính U mà bé hơn 3 cm thì tràn khí màng phổi là 28.6%. Bé hơn 3 cm là 11.1, còn lớn hơn bằng 3 là 28.6. Và nghiên cứu của Lee và Podbianski thì cho thấy là U mà bé hơn 3 cm thì tràn khí màng phổi lần lượt là 17% và 45%. Các yếu tố nguy cơ gây tràn khí bao gồm là tổn thương ở thùy dưới, nam giới, khí phế thủng dọc đường đi của kim và kim đi qua hai đoạn của màng phổi. Liên quan đến biến chứng chảy máu thì chảy máu nó chiếm khoảng là 4-27%, nhưng ho máu chỉ khoảng 4%, và có 30% có hình ảnh kính mờ trên CT sẽ có ho ra máu. Yếu tố nguy cơ là cái tổn thương nó nhỏ hơn 2 cm và độ dài kim lớn hơn 4 cm. Thì để giảm thiểu cái biến chứng chảy máu thì chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ bệnh nhân, ngừng cái thuốc chống đông. Nếu ho ra máu nhiều thì cho bệnh nhân ngưng thủ thuật và cho bệnh nhân nằm sấp. Đây là một số hình ảnh nè. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân nữ 79 tuổi thì tổn thương ở thùy dưới phổi bên phải ở đây. Dạ. Thì tiến hành sinh thiết cái kim đường đây đi lại của kim. Bệnh nhân này vừa có biến chứng tràn khí màng phổi và còn vừa có biến chứng chảy máu. Trường hợp thứ hai cũng tương tự, bệnh nhân nam 79 tuổi nhưng mà tổn thương ở thùy trên phổi bên phải. Dạ, nên tràn khí. Còn xung quanh này là tổn thương dạng kính mờ. Rồi một trường hợp khác là bệnh nhân nữ 62 tuổi thì cái bệnh nhân này có cái đường kính, có cái đi kim là lên đến là 8 cm, thì rất là may mắn là bệnh nhân này có tràn khí lượng ít thôi. Một bệnh nhân khác là rất là nhiều khí phế thủng ở đây ạ. Sau khi sinh thiết thì chúng tôi là có cái tràn khí màng phổi và phải dẫn lưu. Tương tự đây bệnh nhân khí phế thủng, đây tràn khí màng phổi. Như vậy kết luận sau khi nội soi phế quản ống mềm mà không xác định được chẩn đoán thì chúng tôi sẽ tiến hành sinh thiết phổi dưới hướng dẫn của CT với giá trị chẩn đoán chung là 88.4% và chẩn đoán ung thư là 95.9%. Tràn khí màng phổi chiếm 12.9%, ho ra máu là 11.6% và nó có liên quan với đường kính tổn thương và độ dày kim, và không có trường hợp nào tử vong. Thì như vậy ta thấy là đây là một kỹ thuật nó cũng giá trị chẩn đoán cao và nó tương đối an toàn thực hiện để chẩn đoán được cái bản chất của một khối u trên phổi. Cho nên các bác sĩ lâm sàng khi gặp tình huống này có thể cân nhắc biện pháp này để đưa ra chẩn đoán cho bệnh nhân. Bài báo cáo em đây là hết rồi. Em xin cảm ơn ạ.